lực lượng shipper sẽ được hoạt động tại các quận huyện vùng đỏ là thành phố Thủ Đức, quận 8, quận 12, Gò Vấp, Bình Tân, Bình Thạnh, Bình Chánh và huyện Hóc Môn, nhưng phải xét nghiệm COVID hàng ngày. Quyết định được đưa ra tại cuộc họp bàn việc bổ sung lực lượng tài xế sử dụng công nghệ shipper giữa Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam cùng với các thành viên tổ công tác đặc biệt của Chính phủ và lãnh đạo thành phố Hồ Chí Minh vào chiều 28 tháng 8. Buổi làm việc diễn ra trong bối cảnh thành phố Hồ Chí Minh bước sang ngày thứ 7 siết chặt giãn cách xã hội theo nguyên tắc ai ở đâu ở yên đó. Người dân được yêu cầu không ra khỏi nhà, các tổ công tác đi chợ hộ cho toàn bộ dân trên địa bàn. Tuy nhiên, việc đi chợ hộ những ngày vừa qua gặp một số bất cập và khó khăn. Theo quy định mới, hàng ngày từ 5 đến 6 giờ, các shipper trên các địa phương nói trên sẽ được lấy mẫu xét nghiệm, nếu âm tính mới được hoạt động. Riêng lực lượng shipper tại 14 quận huyện thuộc vùng xanh vẫn tổ chức từ trước đến nay nhưng phải tăng cường xét nghiệm 2 lần mỗi tuần. Tổ công tác giao cho công an thành phố chỉ đạo công an các quận huyện ứng dụng công nghệ để kiểm soát chặt chẽ lực lượng shipper, đồng thời giao Sở Y tế quản lý việc thực hiện xét nghiệm cho các shipper theo hướng dẫn của Bộ Y tế. Trước đó, lãnh đạo thành phố Hồ Chí Minh cho biết, hàng hóa hiện nay được cung ứng đến tận các cửa hàng ở các phường trên địa bàn. Tuy nhiên, lực lượng đóng hàng theo yêu cầu của người dân trong các siêu thị, cửa hàng thiếu, không đủ đáp ứng với nhu cầu của người dân. Ngoài ra, shipper tại 8 quận huyện ở vùng đỏ không được hoạt động, nên việc giao hàng từ các địa điểm phân phối đến người dân gặp rất nhiều khó khăn và chậm trễ.